Chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại bây giờ đang sáng sớm các bạn. Thì anh em mình sẽ đi bắn sóc các bạn nhé. Sóc thì ngồi lều các bạn. Lều thì đi ngồi lều ông chú rồi. Anh em thì làm một cái, ông chú kia làm một cái thì mình chưa làm lều thì mình sẽ đi ngồi lều của ông chú trước đây. Ngồi tạm các bạn. Mình chưa làm lều. Hiện tại là một sáng sớm 6 giờ sáng rồi các bạn, cũng khá là muộn rồi đấy. Chính ra tầm giờ là phải ở trong lều rồi đi. Tầm giờ là phải trong lều ngon lành rồi. Sau này cũng về ăn rồi đấy các bạn ạ. Thì giờ mới đi rồi. Cũng gần rồi các bạn. Ngày ẩn dưới này. Thế cũng khá là sáng rồi. Mũi còn chưa kịp rửa các bạn. Anh bắn cái lô to kìa. Tên lại xem những tiền khác nữa. Chú có làm sàn này không? Gần thôi. Nửa cái này hay nhỉ? Hả? Chỉ nửa cái này hay nhỉ? Gần thôi mà, bố làm. Đấy, tầm đấy. Dạ. Nhớ cái mũi tiền kia lại đi. Vào chỗ này này. Cái chỗ bụi tre này này. Ờ, xong có cái đường đi vào đây. Dưới cái gỗ cày kìa. Gỗ cày này này. Trên này không mà. Lên lều rồi các bạn. Đây cái lều này. Trời ăn rồi các bạn. Ngồi trong này thôi. Đợi sóc rồi các bạn. Tắt máy quay đi nha các bạn nha. Không biết có quay được không.
về thôi các bạn. Thấy con gì phải ăn chán. Ngồi canh hơn một tiếng đồng hồ không có con gì phải ăn. Khe nó ăn từ tối hôm qua các bạn. Tối hôm qua ông chú mình bắn được một con, sáng nay nó không ăn. Nó không ăn sáng đâu các bạn, tối nó mới ăn đấy. Thôi khả năng là mình cũng đi xuống rồi. Không được gì. Khăm. Bây giờ là 7 rưỡi rồi. Cũng muộn muộn rồi ạ. 7 rưỡi rồi. Giờ đi xuống dưới đợi thằng em nhé. Biết thằng em vẫn còn gì không. Thử một tí nha bạn nhé. Bắn đi chơi tí này. Sóc thì không được bắn. Hơi buồn tí. Quá chính xác nhỉ. Bằng này sóc chạy đâu được. Được không? Con nào? Có về con nào đâu. Ai nổi. Thằng em về đồng con đó ạ. Không về. Có anh nó không về. Đấy. Thằng em đồng con. Mình không được con nào. Hơi buồn đi các bạn. Nhưng mà cũng gọi là thành công rồi. Thôi mà con cũng ok rồi đấy. Cái mũi tiền này được 6 con ở đây năm này. Dùng mỗi cái mũi tiền này thôi. Xem 6 con. Xem hôm qua em bắt này vào cái đầu xong nó rách cái tật này. Tối qua được 2 con nhỉ. Cũng bụng đỏ như này à? Nhiều bụng đỏ nhỉ. Cái này không lên được bụng đâu mà. Cái này lên được bụng. Ba. Tiêu ya. Chính xác như này các bạn đấy, như này sóc có đi đâu được nè. Bắn lỗ nào vào lỗ đấy. Nhưng mà mỗi tội sóc không về thôi các bạn. Mình mà sóc về thì cũng ăn đấy, nhưng mà sóc không về. Này bắn nốt cái quả này này. Anh cho lên rồi. Xiên đạn là đạn trên này chắc cũng dính người tầm phổi. Một phát chiên luôn mà không phải ho đầu tiên nào. Hết tim à. Đi. Về thôi. Anh em mà lấy đuôi không? Kỷ niệm cho cái đuôi làm móc chìa khóa. Nhưng mà mình mà để đuôi. Thôi gọi là buổi săn cũng thành công nha các bạn nha. Ôi cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn thấy video hay nhớ cho một like và đăng ký để ủng hộ hai anh em mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nha. Khả năng là đi săn cũng sẽ dài dài đấy. Còn mấy tập nữa đấy. Mấy hôm nữa khả năng là dự kiến đi vào trong kia làm cái lều. Ở gần cái chỗ đợt trước hai anh em mình sinh tồn nè các bạn. Năm ngoái em làm cũng được nhiều đấy, okay. Gần 30 con. 30 con à? Thế mấy hôm nữa em lấy sắn đi để vào đây xem như nào.
Trên này với lại cái bên này là ngang nhỉ. Là pịa. Pịa này. Pịa sọc các bạn. Thơm. Nhìn mà toàn nhìn lấy kéo cắt nha.